Top 10 xe coupe được ưa chuộng nhất thế giới. Ford Mustang mất ngay vàng. Năm 2019 vừa qua, Ford Mustang bị Dodge Charger soán ngôi dẫn đầu trong danh sách những mẫu xe coupe bán chạy nhất thế giới. 1. Dodge Charger doanh số 108.857 chiếc. 2. Ford Mustang doanh số 103.436 chiếc. 3. Dodge Challenger doanh số 65.108 chiếc. 4. Chevrolet Camaro doanh số

24.714 chiếc. Tôi mới học lớp xóa mù chữ, nên đọc không trôi chảy mong quý vị thông cảm, trân trọng cảm ơn quý vị, và các bạn, đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ, và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào, và hẹn gặp lại.